con trai nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, công tử nhà giàu ham chơi, lấy vợ nghèo, có hai con riêng và kết thúc bất ngờ. Nguyễn Quốc Nam khá trẻ nhưng đã từng sở hữu khối tài sản với vài trăm tỷ đồng, nổi tiếng đình đám trong giới kinh doanh nhưng rất ít người biết anh là con trai ruột của nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Những người biết anh là con trai ruột nghệ sĩ ưu tú Minh Vương thì nghĩ rằng tài sản Quốc Nam có được là thừa kế từ người mẹ giàu có của mình. Một số người khác lại cho rằng gia sản đồ sộ của anh là nhờ bên vợ ủng hộ. Từ chối cơ hội đóng phim. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương có hai đời vợ chính thức. Người vợ đầu tiên là bà Bầu Thu, một nhà kinh doanh xuất nhập cảng nổi tiếng của Sài Gòn trước 1975. Sau khi kết hôn với ngôi sao cải lương Minh Vương, bà Bầu Thu bỏ tiền lập gạch hát Việt Nam Minh Vương vào khoảng năm 1973. Gánh hát này từng là một đại bang của cải lương miền Nam. Sau năm 1975, gánh hát vẫn còn tiếp tục hoạt động nhưng đổi sang tên khác. Bà Bầu Thu có thế mạnh tiền bạc nên đầu tư sản xuất băng đĩa cải lương, ca nhạc và cả phim ảnh. Cái tên Bầu Thu có sức ảnh hưởng lớn đến giới văn nghệ sĩ Sài Gòn thời đó. Bà Bầu Thu sinh cho nghệ sĩ ưu tú Minh Vương một trai và một gái. Nguyễn Minh Quốc Nam là người con trai duy nhất của hai người, được sinh ra trong gia đình mà mẹ là người thừa tiền bạc, còn cha là nghệ sĩ nổi tiếng nên Quốc Nam là một cậu ấm đúng nghĩa. Trong thời bao cấp, khi mà có nhiều gia đình Việt còn thiếu thốn, thì gia đình Quốc Nam đi bằng xe hơi, trong nhà có người giúp việc. Bước ra ngoài, giới nghệ sĩ nể trọng bà Bầu Thu và nghệ sĩ Minh Vương nên Quốc Nam được chào đón nồng nhiệt bất cứ nơi nào. Quốc Nam kính trọng cha và rất mê nghệ thuật cải lương, thế nhưng anh không thừa hưởng gen nghệ sĩ của ông. Nhận ra mình không có năng khiếu nghệ thuật nên anh không muốn thành nghệ sĩ dù cơ hội mở ra rất nhiều. Quốc Nam cho biết, lúc tôi bắt đầu lớn, dòng phim video Việt Nam phát triển rất rầm rộ. Má tôi là người bỏ tiền đầu tư làm phim nên bà nhiều lần nói với tôi rằng nếu muốn thành diễn viên sẽ cho cơ hội tham gia. Tôi từ chối thẳng. Dù không là nghệ sĩ nhưng do gia đình giàu có nên Quốc Nam được nhiều khán giả nữ ái mộ. Trong đó vài người đã là nghệ sĩ có chút tiếng tăm và lớn tuổi hơn anh. Anh cặp kè với người này một thời gian ngắn thì chia tay để bắt đầu phiêu lưu với các cuộc tình mới. Kiểu sống ấy khiến Quốc Nam trở thành một biểu tượng công tử nhà giàu ham chơi. Cha mẹ ly dị, bước ra khỏi nhà bằng hai bàn tay trắng. Lúc Nguyễn Minh Quốc Nam học lớp 10 thì cha mẹ anh chia tay. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương bỏ lại tất cả tài sản quyết định ra đi với chỉ một bộ đồ đang mặc trên người. Cuộc chia ly này có tác động tâm lý rất lớn đến Quốc Nam. Nhận thấy mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình, phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ và chị, anh quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Quốc Nam nhớ lại, khi vào lớp 11, tôi xin má một số tiền mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện lạnh. Má đồng ý và tôi tiến hành. Cửa hàng hoạt động được khoảng 1 năm, bắt đầu có kết quả, thì má đổi ý muốn tôi tập trung vào việc học hành. Bà lấy lại cửa hàng, nhưng vì lúc đó tinh thần bà bị ảnh hưởng nặng nề sau ly hôn, bà quản lý không tốt, cửa hàng đóng cửa, bước kinh doanh đầu tiên của tôi thất bại. Càng về sau, dư chấn của cuộc hôn nhân tan vỡ càng khiến cho gia đình Quốc Nam luôn trong không khí căng thẳng. Không thể chịu được điều này, Quốc Nam thuê nhà ở riêng. Lúc đó anh chỉ mang theo số tiền nhỏ để tiêu xài trong một thời gian ngắn. Để có tiền sinh sống, Quốc Nam xin vào làm tiếp thị cho hãng máy bay Singer. Có lẽ thừa hưởng tài năng kinh doanh của mẹ, nên sau 3 tháng, Quốc Nam trở thành người bán hàng có doanh số cao nhất trong 12 cửa hàng máy Singer đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Nam nhớ lại khoảnh khắc đẹp trong buổi đầu kinh doanh của mình. Thời điểm đó, kiến thức về marketing, tiếp thị, kỹ năng bán hàng không nhiều như bây giờ. May mắn, trường cao đẳng kinh tế nước ngoài Hà Nội mở lớp dạy quản trị doanh nghiệp tại Sài Gòn. Tôi đăng ký đi học để trang bị kiến thức cần thiết. Sau đó, khi ra thực tế, tôi tìm cách tiếp cận với khách hàng theo cách riêng của mình. Khi gặp họ, tôi không vội vã mời mọc họ mua hàng, mà ngồi tâm tình với họ. Khi họ bắt đầu cảm thấy mến và tin tưởng, tôi mới đề cập đến chuyện mua bán. Quan sát thấy nhiều gia đình còn lưu giữ máy cũ, Quốc Nam đề nghị họ đổi máy cũ lấy máy mới mà chỉ cần bù một số tiền vừa phải. Cách làm này đạt hiệu quả cao và số máy Quốc Nam bán ra nhiều khiến đồng nghiệp bất ngờ. Nhưng khi ngẫm lại, họ thắc mắc số máy cũ đó dùng để làm gì, trong khi tiền khách hàng đó bù đổi máy là con số không nhiều so với giá trị các máy mới. Quốc Nam lấy tiền ở đâu để đắp vào số này? Rồi họ bất ngờ lần nữa khi biết ra, trước đó Quốc Nam đã thăm dò tại ngã tư Bảy Hiền, có vài người chuyên thu mua máy cũ, tân trang lại rồi bán ra thị trường với giá khá cao. Quốc Nam bán toàn bộ số máy cũ cho những người này và thu về một số tiền khá lớn. Lấy người vợ nghèo đã có hai con riêng.
Thành tích bán hàng nổi bật giúp Quốc Nam nhanh chóng được công ty máy may bồi dưỡng bằng nhiều khóa học nâng cao. 9 tháng sau, anh được bổ nhiệm vào vị trí phụ trách huấn luyện bán hàng cho toàn bộ nhân viên tại Việt Nam. Lúc đó, Quốc Nam tròn trẻ 19 tuổi. Những nhân viên đã qua các khóa đào tạo do Quốc Nam đảm trách, phần lớn đều trở thành những người bán hàng giỏi. Cái tên Quốc Nam được nhắc đến như là một ngôi sao mới trong giới doanh nhân Sài Gòn. Nhiều tập đoàn và công ty ngỏ ý mời anh về cộng tác. Dù vậy, Quốc Nam vẫn trung thành với công ty cũ. Nhưng rồi có sự bất đồng xảy ra, anh đào quân về công ty Tân Việt Mỹ, một đại gia ngành trang trí nội thất của Việt Nam ở vai trò phó tổng giám đốc kiêm phụ trách sale và marketing. Trong thời gian tập trung năng lực cho việc mưu sinh, Quốc Nam gặp và yêu một người phụ nữ đã từng ly hôn và có hai con trai. Đó là người vợ mà anh chung sống đến bây giờ. Nói về hôn nhân của mình, Quốc Nam chia sẻ, người ta đồn rằng tôi là trai tân mà cưới đàn bà đã có con, sẵn là vì tiền. Thực tế gia đình vợ tôi nghèo, tôi chọn cô ấy vì đồng cảm cho hoàn cảnh quá đáng thương. Nếu quyết định lấy cô ấy, má tôi rất giận, nên bây giờ bà vẫn còn chưa chấp nhận cuộc hôn nhân này dù chúng tôi đã có hai con chung. Đó là lý do mà bà thường hay qua Mỹ chơi với chị tôi. Mỗi khi về Việt Nam, bà cũng ở nhà riêng, chứ ít khi gặp gỡ chúng tôi. Trở thành đại gia tuổi tam thập. Người ta thường dùng cụm từ tam thập nhi lập để miêu tả độ tuổi của người bắt đầu đủ chín chắn trong khởi nghiệp. Với Quốc Nam, vào tuổi đó anh đã trở thành một đại gia nắm trong tay hàng trăm tỷ đồng. Sau khi đã kinh doanh nhiều công việc, thành công nhiều nhưng cũng có thất bại nặng nề. Vào năm 2004, tức anh 28 tuổi, Quốc Nam thành lập tập đoàn Xuyên Á. Trong tập đoàn có nhiều công ty kinh doanh, các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng và giải trí. Cả ba lĩnh vực này hoạt động vô cùng hiệu quả. Tiêu biểu trong các thành quả đó là việc trúng thầu thiết kế cho 300 cửa hàng xe máy SYM ở Việt Nam, nhiều dự án bất động sản tiêu thụ nhanh chóng. Quốc Nam bộc lộ bí quyết thành công sớm của mình. Vì thử sức mình trong lĩnh vực bán hàng từ rất sớm, lại làm nhiều chuyên ngành nên tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm. Khi thành lập tập đoàn, điều tôi chú trọng nhất là yếu tố con người. Tôi huấn luyện đội ngũ nhân viên quản lý thành thạo và đặt niềm tin vào khả năng điều hành của họ. Có thời điểm tài sản của tập đoàn khoảng 300 tỷ đồng. Thế nhưng nhiều người không hiểu rõ cuộc sống của tôi là đồn đại tôi có nhiều tiền nhờ thừa kế của mẹ. Có người nói tôi nhờ vợ. Vào năm 2009, Quốc Nam mở nhà hàng Việt Nam mang tên Sài Gòn 88 tại Macau. Nhà hàng này hoạt động rất hiệu quả. Nhưng vì chính sách kinh tế ở Macau có sự thay đổi, nên năm 2015, Quốc Nam tạm đóng cửa. Dù vậy, giấy phép kinh doanh vẫn còn và anh lên kế hoạch sẽ trở lại vào thời điểm thích hợp. Mạnh thường quân của cha. Song hành với thành công trong kinh doanh, Quốc Nam chu toàn đạo làm con. Dù không sống chung với cả cha lẫn mẹ, nhưng anh luôn hoàn thành trách nhiệm với đấng sinh thành. Nhiều năm trước, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương cùng nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy thực hiện chương trình Sân khấu vàng nhằm mục đích gây quỹ xây nhà cho người nghèo. Mỗi lần trình diễn, toàn bộ vé gom lại xây hai ngôi nhà tình thương. Nhưng lúc quyên góp không đủ, Quốc Nam bỏ tiền túi bù cho đủ. Điều này tiếp diễn trong thời gian dài. Lúc nghệ sĩ ưu tú Minh Vương phát hiện mình bị hư thận, sức khỏe ông sa sút nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán cho biết nếu không thay thận mới, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương sẽ khó có thể sống thêm vài năm. Quốc Nam đã tận dụng hết các mối quan hệ của mình để tìm cho cha người hiến thận phù hợp. Từ một người yếu ớt, ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, ông hồi sinh ngoạn mục. Bây giờ thì ông đã khỏe mạnh như một người đang ở độ tuổi trung niên. Đây chính là một trong những điều mà ông rất tự hào về con trai của mình.